Ở đây cũng có rất nhiều gương mặt trẻ cũng chưa từng biết nhiều đến những ca khúc như thế này, nhưng trước đây để mà có được những cái năm tháng mà chúng tôi sáng tác những ca khúc như vậy là cũng phải trải qua rất nhiều những khổ ải với những năm tháng mà phấn đấu với rất nhiều những sự thất bại rồi mới đi đến được những cái thành công của những chặng đường về sau. Nhưng thôi, nói sẽ là dông dài quá nhiều. Bây giờ xin mời anh em âm nhạc mình chơi đi. Anh Lộc sẽ hát 8 bài, các bạn chuẩn bị danh sách để mà...